Hoa Đà Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay sẽ là một bữa ăn rất thịnh soạn đang chờ đón khách mời nghệ sĩ để cùng nhau thưởng thức với những fan hâm mộ của mình. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón một nữ nghệ sĩ, một nữ diễn viên nhưng cô ấy sở hữu một thân hình của một người mẫu, đó chính là Kim Nhã. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng ơi, Hoàng ơi, phụ anh em đây. Cái phụ em cái à, phụ ủa sao cái gì mà nhiều vậy, cái phụ em, cái phụ em mệt quá à, đúng rồi, rồi. Anh biết không hồi nãy hả kẹt xe, kẹt xe quá cái em không bắt được xe, em bắt không bắt được xe cái em phải đi bằng xe không ra, xe không ra em bắt hả, anh biết em đi từ Bình Chánh á, em bắt phà qua bên đây tới Bình Tân, anh biết không em nao quá trời nao luôn, nắng quá trời nắng, luôn anh ơi, rồi sao nữa, trời ơi ra nó héo hết trơn rồi, em đi con chút xíu mà héo quá, dạ được rồi, đúng rồi, trời ơi nắng quá nắng, bên đây đi tham gia game show đúng không? Nhưng mà đi chợ đâu mà làm gì quá trời, đồ ăn đủ anh chung nói hả? Gì vậy, hôm nay em đi tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao mà em phải đi chợ để em mua đi chợ, tại vì biết sao không, Khẩu Vị Ngôi Sao là nguyên cái đồ ăn đúng không, mà đồ ăn là sao mình phải đi chợ mình mua đồ ăn về mình nấu rồi mình mới ăn, nó mới gọi là Khẩu Vị Ngôi Sao đúng không. Đây là chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao có nghĩa là ngôi sao sẽ được những bạn fan hâm mộ, những người yêu mến mình nấu ăn cho mình ăn, chứ không phải là nghệ sĩ nấu ăn cho người ta ăn, hiểu không? Nhỏ cho mình nghe làm sao mà ra làm nội dung gì hả trời. Em không biết nữa, em nghe chữ Khẩu Vị Ngôi Sao em tưởng là mình đi chợ rồi mình nấu ăn cho mấy bạn ăn. Em là khách mời đầu tiên mà rộng lòng đến như vậy luôn á. Không sao hết á, dạ khờ tí nhưng mà nhà anh tự nhiên có đồ ăn. Dạ. Thôi thì anh cũng chấp nhận món quà này của em, nhưng mà để dành bữa sau được không? Nó hơi héo anh ha. Sao không sao hết trơn á, anh chấp nhận được hết, sao hết trơn á. Còn đây bao nhiêu thứ nè, nhà anh đầy tủ lạnh ra. Bỏ qua, bỏ qua, thì ra đây với anh. Phải nhớ kỹ, ngày hôm nay em là người được hưởng, hiểu không? Em là được ăn. Dạ, em chứng kiến quá trình thi đấu để có thể chế biến đồ ăn cho em, giao lưu với họ, đơn giản vậy thôi rồi thưởng thức. Quan trọng là món nào ngon nhất để mình dành tặng món quà rất là đặc biệt dành cho người thắng cuộc thôi. Thật ra thì em cũng có ghét vài món, nhưng mà tính em dễ ăn lắm, em ăn cái gì cũng được hết đó. Vậy ra mình sẽ chia sẻ kỹ hơn để giúp cho người chơi có được những cái thông tin cần thiết để họ vượt qua từng thử thách chứ. Và bây giờ xin mời Kim Nhã hãy cùng nhau khám phá khẩu vị ngôi sao của chính mình ở nơi chiếc tủ lạnh đằng kia. Xin mời. Và bây giờ xin mời quý vị khám phá khẩu vị ngôi sao của diễn viên Kim Nhã. Trong chiếc tủ lạnh này, chúng tôi đã tìm hiểu và hỏi người cô ruột của Kim Nhã rồi, biết được cái khẩu vị, những món ăn mà bạn thích và bạn không thích. Ghê chưa? Cảm ơn cô ruột của Kim Nhã rất nhiều. Bất ngờ không ạ? À, cô ruột của em là BB Trần hả anh? Dạ không ạ, Google. Dạ không ạ, Google. Sao Google xem Kim Nhã hay quen mấy chương trình đời ẩm thực á, coi ăn được gì và không ăn được gì á. Tụi tôi cũng cố gắng mua về đây rất là nhiều trong chiếc tủ lạnh này. Nhưng mà trước tiên hãy gặp gỡ chào đón hai bạn sẽ nấu ăn cho Kim Nhã ngày hôm nay. Đây là hai chàng trai thầm thương trộm nhớ Kim Nhã bấy lâu nhưng không còn cơ hội nữa, nhưng họ vẫn chung thủy với tình cảm đó, luôn luôn ủng hộ Kim Nhã. Hãy gặp gỡ Tấn Ngà và Hoàng Vĩnh, xin mời. Bắt tay đi. Chào em. Dạ anh chào em. Chị ơi đừng bắt tay lâu quá, em đang chờ chị. Dạ. Dạ rồi. Ok dạ. Dạ, dạ, dạ. Anh Hoàng đứng xa xa ra chút anh Hoàng, tại vì cái độ nhan sắc nó chênh lệch quá. Ủa nhan sắc là gì vậy? Không biết gì hết trơn. Chào hai bạn. Dạ em chào anh Hoàng rapper. Đây là Tấn Ngà và đây là Hoàng Vĩnh. Tấn Ngà, hãy giới thiệu đôi nét về mình nào. Em xin chào anh Hoàng rapper cùng với chị Kim Nhã. Em là Tấn Ngà và hiện tại em đang là một người dẫn chương trình tự do. Em biết chị Kim Nhã sau những cái clip hài của nhóm BBBG và một số cái clip dự án ngắn của chị, thì em rất là yêu thích chị. Và ngày hôm nay được biết chị có tham gia chương trình thì đi đăng ký ngay để có thể nấu ăn cho Kim Nhã luôn. Cảm ơn Ngà. Còn Hoàng Vĩnh thì sao nào? Em là Nguyễn Hoàng Vĩnh, năm nay 28 và em đang là chuyên viên đào tạo về rượu vang. Bên cạnh đó thì em có là giảng viên thỉnh giảng của một trường quốc tế nữa. Em cùng với thằng em của em mở cái nhà hàng cùng với ba má, nhưng mà hôm nay đến chương trình này thì không có quen biết gì hết á. Ủa thế hóa ra là hai người là hai anh em à? Dạ đúng rồi, hai anh em hồi xưa cũng đã thích chị Kim Nhã từ lúc mà chị vừa tham gia BBBG, nên nghe chị Kim Nhã mà đăng ký tham gia nên hai anh em quyết định đăng ký liền. Đó là những im ấn tượng mà Kim Nhã để lại trong lòng hai anh chàng soái ca này đây. Không ngờ là đẹp trai nè, còn thành đạt nữa, bên cạnh đó còn siêng năng, rồi còn nấu ăn ngon. Đi về luôn đi anh. Về luôn. Chứ tôi đứng đây làm cái gì? Không, được, anh vẫn trong tim em. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh. Giấc mơ
em nhây. Ngày mai thực sắc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Cảm ơn dạ. Bây giờ chúng ta khám phá khẩu vị ngôi sao với dạ. chiếc tủ lạnh này. Xin mời cả nhà cùng mở tủ lạnh. Pum, 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 pum. Em hoang mang quá. Nhìn nè, nhìn kỹ. Trong đây chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Có những món kim nhã thích hay không? Có. Có những món kim nhã rất ghét hay là không thích không? Dạ có. Đó, đầy đủ nha. Cái tỷ lệ phần trăm giữa thích và không thích như thế nào? Ghét thì tầm 40 rồi đó. À, vậy là 60-40. Chúng ta chưa biết đó là món gì. Đó mới là đề bài, đây chỉ là những phần gợi ý thôi. Dạ rồi. Đó, mình tham khảo nha. Xong chưa? Đông dạ rồi, rồi, dạ rồi, dạ được rồi. Đó là những món ăn đầu tiên chúng ta nhìn thấy, yeah. đoán mà Nhã có thể chia sẻ kỹ hơn một chút xíu được không? Ví dụ như là về ghét là ghét cái vị nào nè? Đắng cay chua ngọt rồi bùi béo này nọ. Nói vậy là ghét hết luôn á. Trời. Ô. Oh. Tại vì những cái món nó khác nhau, nó dính khác nhau thôi. Bây giờ em nói là giống như là có gì liên quan tới đậu đi. Là làm sao? Nói chung là không nói được là đậu gì, hiểu không? Dạ. Yeah. Không nói được gì. Nhưng mà cái đậu là chị thích hay là không thích? Là không thích. Không thích. À dạ rồi. Đó. Như vậy là chúng ta đã biết được một thông tin, đó chính là những cái món gì liên quan tới đậu là cô ấy không thích. Ừ. Rồi. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người về với gian bếp của mình. Đây là khu vực gian bếp rất là đẹp mắt và đầy đủ những gia vị để chúng ta có thể chế biến đồ ăn. Nhưng vẫn còn đang thiếu nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Trước tiên là chúng ta phải có được nguyên liệu chính trước. Nguyên liệu chính gồm hai món, chưa biết là món gì. Chúng ta cố gắng làm sao giành lấy quyền ưu tiên để chọn được một trong hai món. Để lỡ một trong hai món có cái món nào đó mình không biết nấu mà đụng phải là chết luôn. Trong vòng 60 giây, cố gắng chạy đến khu vực tạp hóa ở sau lưng của Kim Nhã. Chọn càng nhiều món càng tốt, mỗi lượt đi được chọn một món. Và suy đoán rằng món đó Kim Nhã, người đẹp chúng ta ăn được và thích thú với món đó. Sẵn sàng chưa? Dạ được. Sẵn sàng. Nhớ cái vụ đậu nha. Đếm đi Nhã, đếm ngược đi Nhã. 3, 2, 1, bắt đầu. Hết giờ. Bây giờ bạn muốn kiểm tra phần bếp của ai nào? Bên đây trước đi. Bên đây của Hoàng Vĩnh. Bạn thích mấy món trên 5 món này hả Kim Nhã? Em thích cỡ có 3 món à. 3 món là món nhau à? Đây là gỏi xoài cá chê nè. Dạ rồi. Này em nghĩ là khô cá dứa. À cá dứa hả? À khô cá dứa. Còn này là rau câu. Rau câu. Dạ. Riêng với hai món là món cơm tấm, sườn, bì thì bạn không thích. Dạ tại cái đó ăn thường quá, ăn nhiều không thích. Tính em vậy nè, em dễ ăn. Nhưng mà cái nước chấm á, đối với em rất là quan trọng. Đúng rồi. Nếu mà em mà không ăn được cái nước mắm phù hợp của cái tiệm đó là chắc chắn em chỉ ăn cơm với nước tương thôi. Dạ. Còn riêng với trái cây thì sao? À, tại vì răng em nó không được thiệt cho lắm anh. Thành ra cái này nó hạn chế như đồ cứng đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là vì lý do về thẩm mỹ, đâm ra là Kim Nhã hạn chế những trái cây hay là những món ăn nào đó nó có độ cứng nó quá khô này nè. Yeah. Với lại cái này màu xanh lá, em kỵ xanh lá. Vậy là em chọn được phù hợp khẩu vị của Kim Nhã được ba món. Vậy là tốt rồi đó. Dạ đúng rồi. Dạ, rồi. 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 Bây giờ chúng ta kiểm tra bên khu vực của Nga nào. Em qua tham khảo được không? Ờ, em qua luôn. Mời qua luôn chứ. Qua con nhà em đó coi. Dạ. Đó, đi chợ mua sắm dữ ha. Thôi chọn được 6 món luôn trời, chạy nhanh dữ. Chị ơi, bây giờ chị thích mấy món? Từ giờ hồi hộp quá. Dạ, em đang hồi hộp nè chị. Gỏi cuốn là em cũng thích. Nhưng một. Nước chấm vẫn là nước chấm, anh hiểu không? Nước chấm mới là yếu tố. Không có một cái sự an toàn ở đây. Bún thịt xào thì về phần nước chấm luôn nên em cũng nước chan quan trọng lắm, cũng bỏ luôn. Thành ra là tôm dùm nè. Sushi thì chỉ cần nước tương ngon với lại wasabi là xuất sắc ra rồi. Với lại món này là món tủ của em. Cam. Em cũng thích cam. Ừ. Em cũng thích nho nữa, nhưng mà xui trong trường hợp này là bị màu xanh lá, anh hiểu không? Kỳ ta, em kỳ. Tại sao kỳ màu xanh là sao ta? Cái màu nho màu xanh á, thường trong một vài trường hợp là nó vẫn chua. Còn nhưng mà nho màu đỏ mà cũng dạng nho Mỹ như vậy á. Nho đỏ mình bị chát. Không, rất là ngọt. Ủa vậy thành hả? Ra em thích cái gì đó nó ngọt ngọt, cái này chua quá nên em không chọn. Ba món, bên kia cũng ba món. Hai anh em, đúng là hai anh em thì cùng một gia đình. Bây giờ công bằng nè, duyên trời thôi. Do ông trời quyết định thôi. Ok. Quảnh tụi tì là cái gì chơi cái vậy này. Đi, cho người lớn. Thôi, đi ra đây. Trong tài đếm ra, trong tài. Đi ra đây. Dạ. Yeah. Trong tài đếm một lần thôi nha. Dạ rồi. Một, hai, ba. Chứ bao nè. Cái gì vậy? Thôi hai người tự đếm đi, trọng tài này. Trọng tài miệt vườn. Một, hai, ba. Yeah. Không mất tiêu rồi. Hay quá. Cũng đang kéo bên đây bao. Như vậy người chiến thắng là bạn Tấn Nga. Tấn Nga có quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Yeah. Nào, về vị trí đi. Đây là hai nguyên liệu chính.
Một là thịt gà, hai là sườn heo. Thì người chiếm được ưu thế, bạn chọn món nào nha? Dạ em sẽ chọn món sườn heo. Con trai MC đẹp trai, mặc dù kinh doanh về gà ta mà lại tự tin về thịt heo. Là sao ta? Là sao ta? Tại vì em thích thịt gà hơn. Dạ rồi em chọn thịt gà luôn. Là sao ta? Không hiểu ta. Anh em có xin nhan gì với nhau không vậy? Ồ ngộ ha. Ghê ghê, hình như là anh em này có cơ cấu gì với nhau trước hay sao này, cũng nghi nghi giống nha. Chúng ta hãy đến ngay với phần tiếp theo, đó chính là tiếp sức thực phẩm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ sẽ là phần tiếp sức thực phẩm. Người chơi sẽ được tương tác trực tiếp với những thần tượng, những người mình yêu mến. Nghệ sĩ sẽ đứng tại vị trí đề bài đang phía sau lưng, họ sẽ không thấy được đề bài. Bên cạnh đó, người chơi sẽ phải cố gắng kết nối làm sao là diễn tả bằng hành động và lời nói của mình để cho nghệ sĩ chúng tôi đoán được những đáp án chính xác nhất. Đặc biệt, đừng nói ra những từ khóa liên quan tới đáp án. Bên cạnh đó, chúng ta chỉ có 60 giây mà thôi. 30 giây tiếp theo sẽ dành cho những người nghệ sĩ chạy về phía khu vực tạp hóa và lấy những món vừa rồi chúng ta đã đoán đúng và hợp lệ. Nếu như các bạn đoán đầy đủ những món nguyên liệu phụ, mừng quá, tuyệt vời, đầy đủ vũ khí lợi hại để nấu ăn thật là ngon. Nhưng nếu như không lấy đầy đủ thì chắc chắn sẽ là một hình phạt dành cho nghệ sĩ. Và bây giờ, người đang chiếm ưu thế đó chính là Tấn Ngà. Hãy sẵn sàng vị trí của mình. Dạ. Kim Nhã, cố gắng đừng để bị phạt nha. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Một loại rau trồng ở Đà Lạt. Ngắn thôi, như đây thôi. Như đây, đúng rồi. Cải thảo. Không, không, gần luôn. Bỏ qua, qua. Không, qua cho qua đi. Ừ. Rồi, một loại củ. Củ, đúng rồi. Giống như tỏi hay băm 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 để... Hành tím. Chính xác. Hay quá. Nó giống giống như trái chuối chị. Nó dài dài trái, như trái chuối á. Dưa leo. Trời ơi, chuyên nghiệp quá. Chân chuyên nghiệp. Cái con gì mà vo ve xong lấy... Lấy mối. Ăn được. Nó cho cái gì á? Hoa, liên quan tới hoa. Con ong. Nhưng mà cái gì? Nguyên liệu gì? Nguyên liệu mật gì? Mật ong. Chính xác. Thôi trời, okay. Quá hay quá. Dưới nước. Loại không phải cá. 5, không phải okay. Cua. 4, 3, nhiều chân lắm. 2, 1. Ghẻ. Một từ, không hết phải ghẻ. Hết 60 giây. Chính xác. Hết 60 giây rồi. Nào nào, tiếp nào. 30 giây tiếp theo nào. Hay quá. Không biết là người mẫu Kim Nhã có đem được hết toàn bộ sứ đoàn về cho khổ chủ hay không. 10 giây cuối. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hay quá, em ơi. Kiểm tra đáp án nha. Hình ảnh đầu tiên. Trời ơi. Ở như giờ em nói thêm một cái hiệu dùng để cuộn gỏi cuốn là xong ra liền sạch lắm. Nói cái gì chị ơi, ở Đà Lạt có gì hay trộn. Quá chừng là luôn. Chị biết rồi. Tiếp theo. Hành tím. Có hành tím dạ. Xuất sắc. Có luôn. Có hành tím luôn. Tiếp theo. Dưa leo. Không cần phải bàn cãi nữa. Thường xuyên chăm sóc cho mặt dưa leo nè. Tiếp theo nào. Mật ong. Bò bè, bò bè. Có luôn. Và cuối cùng là tôm. Tôm. Khi mà đồng hồ đã hết 60 giây thì bạn Nhã mới nói ra được chữ tôm. Nên tôm chưa hợp lệ. Như vậy nguyên liệu phụ của bạn đang thiếu đó Tấn Ngà. Đó chính là tôm và xà lách. Thất vọng quá chị ơi. Em trả lại chị. Anh làm bé thất vọng em. Không sao. Bé đâu bị phạt đâu. Em bị phạt mà. Nhưng yên tâm đi, hình phạt có thể sẽ được miễn trừ nếu như em xuất sắc với phần tương tác với bạn Hoàng Vĩnh. Cố lên nha. Em đang chờ đợi chị. Okay, Hoàng Vĩnh mãi là thiên thần vào vị trí thế nào. Ba, hai, một, bắt đầu. Cái gì? Cái gì? Bỏ qua. Trời ơi, dễ nói mà. Con thỏ ăn. Cả, cả, cả. Anh là ông còn hết. Ăn trứng vịt lộn với. À, đâm đâm. Yeah. Giỏi, giỏi. À, cái trái này đặc sản của Lái Thiêu nè. Tròn 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 nhỏ nhỏ màu tím tím tím. Qua đi. Bỏ qua. Bánh này, hồi nãy có cái từ Phạm Huy, danh hiệu bánh rồi. Cái hạt gì, nó mọc thành cây. Nó mọc thành cây. Trời ơi. Nó kêu gọi là người ta ghét đó, trời ơi. Sữa nha, sữa đậu nành. Ôi, không phải rồi, Phạm Huy. Hết 60 giây, 30 giây đi lấy đồ, xin mời. Ủa, nãy nói gì với gì vậy? Nói cái gì vậy? Không nhớ hả? Nào, cố gắng tập trung nhớ lại nào. Nãy em Phạm Huy, em lấy luôn cái Phạm Huy. Tùy em, tùy em. Em lấy đại đi, bây giờ em gom đại đi, theo bí quyết của em. Em cứ gom đi. Gom đi, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Gom đại đi, gom đại đi. Và 30 giây cuối cùng cũng đã kết thúc. Chúc mừng Hoàng Vĩnh, em đã có phần tương tác rất tốt với nghệ sĩ. Dạ. Kiểm tra kết quả. Đậu phộng. À. Trời ơi, một trong những loại đậu mà ngay từ đầu chương trình Nhã đã nói là Nhã không thích ăn những cái đậu. Xin mời tiếp tục nào. Cà rốt. Con dễ thỏ. Rồi, lãng thỏ. Tiếp theo, hộp gì lộn. Hay á. Chính xác, được hai món rồi. Tiếp tục, bánh phồng tôm, Phạm Huy chi bánh nên được không được tính.
Tiếp tục băng cục. Lái thiều thì nhiều quả trái cây quá, nói gì sao Nhã đoán được. Không đoán được. Màu tím tím. Và như vậy là bạn chỉ có 2 món hợp lệ thôi. Vẫn còn đang thiếu 3 món đối với Hoàng Vĩnh. Nhiệm vụ của Kim Nhã, hình phạt đã tăng lên gấp đôi. Chờ xem hình phạt của Kim Nhã như thế nào. Xin mời quý vị đến với phần tiếp theo. Đó chính là chinh phục khẩu vị ngôi sao. Vui lên, sao mà căng thẳng vậy? Dạ đâu có. Có ngồi ghế giám đốc, ngồi việc hưởng thôi, không làm gì hết trơn. Nhưng mà đây là hình phạt. Ủa em tưởng là anh bỏ qua cái hình phạt kia, anh cho em ngồi chờ hai bạn nấu ăn. Đúng rồi, anh bỏ qua cái hình phạt đầu, anh tăng cái lên gấp đôi. Thôi em đứng cũng được. Không phải ngồi, ngồi xuống. Hình phạt như sao? Ngồi tại khu vực ghế này, cố gắng thổi bóng, rồi sau đó làm bể bóng, tự mình làm bể bóng bằng mông. Ok, chúng ta có 3 trái bóng. Cố gắng làm bể bà rồi. Nào nào hai bạn, Ngà ơi, Vĩnh ơi, vỗ tay cổ vũ nào. Chúng ta nha. Chuẩn bị 3, 2, 1 thổi đi em. Cố lên chị ơi, cố lên. Thôi lừa lên nghe. Ok rồi, bể đi, cho nó bể đi. Thử. Thử thử, thử thử. Đông bể. Thử cái nữa nè. Quay cho. Cố lên. Cố lên chị ơi. Thổi mạnh lên. Đập bóng. Rồi rồi, dần dần dần. Cái cuối màu xanh lá, xanh lá. Không, bây giờ xoay ngược lại đi. Đập chưa, đập chưa? Đập, đập. Kéo xíu sao đập. Từ từ, thà vậy mới được dừng. Ăn vàng hả? Ăn vàng hả? Được. Rồi, đứng rồi, đứng rồi, đứng rồi. Đập lẹ lên. Sao rồi? Cảm giác sao? Ủa? Ủa? vỗ tay xuất sắc. Thế sao, chia sẻ xíu được không? Trời, mấy này nhằm nhò với em. Nhằm nhò với em. Em mặc dù em rất ghét màu xanh, nhưng mà giờ mặt em xanh lét à. Rồi, nguyên liệu phụ đã sẵn sàng về với hai bạn rồi. Và bây giờ sẽ là không gian riêng dành cho hai bạn Nga và Vĩnh. Cố gắng làm sao nấu ăn thật là chuẩn, thật là ngon để có thể tặng cho người đẹp Kim Nhã. Xin mời bạn đi chuyển nước biển. Đi, đi chuyển biển em. Đi. Lên anh nào, ai xong thì lên trước đi, ai xong lên trước đi. Bên đây kỹ lưỡng quá ha. Em đã xong. Rồi xong luôn, dạ, hay rồi, quá. Của em đây. Hai siêu phẩm đã được thể hiện và được trình bày rất đẹp mắt ở trên bàn ăn. Và bây giờ xin mời hai chàng trai tài năng sẽ di chuyển đến phần ghế ngồi ạ. Em muốn thưởng thức món nào trước? Như em đã nói là cái răng không được thiệt cho lắm á, nên mình ăn bên đây trước đi. Bây giờ sẽ là phần trải nghiệm của Kim Nhã với món của bạn Hoàng Vĩnh. Bạn Hoàng Vĩnh, dạ. Đặt tên là món là gì ạ? Dạ, gỏi gà măng cục ạ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghe được một tên gọi rất là hay, gỏi gà măng cục. Tại vì măng cục này là măng cục sống, thì cái vị của nó sẽ giòn và nó thanh hơn rất là nhiều so với măng cục chín. Nhưng mà tôi đang hơi lo lắng cái phần hộp của măng cục khi mà bạn sắc lát như vậy á. Cái phần hạt nó dính vào luôn cái phần măng cục. Khi mà ăn là mình ăn luôn cả cái mình ăn luôn hạt được luôn à, hay vậy ta. Riêng với là măng cục và anh chị ăn thử thì nó vẫn có độ giòn ở trong đó và có độ bùi ở trong đó. Giòn và bùi. Dạ đúng rồi. Thử liền em ơi. Lúc mà cắt xong là mình phải ngâm trong nước đá liền, không thôi là nó sẽ bị dính mủ măng cục và nó vàng hết cả cái trái. Ồ, kỳ công ghê. Thử. Là không vậy? Xé thịt gà rất là đều luôn á anh. Thì theo sớ đó. Chị nhớ ăn kèm theo măng cục nữa nha chị. Măng sẽ đậm nè. Dạ. Em có chuẩn bị nước mắm tỏi. Chị nên chấm vô một xíu để ăn nó sẽ đậm vị hơn. Tại vì mình làm trộn gỏi thì mình không nên làm quá mặn. Nếu như bằng nước chấm này không hợp khẩu vị với Kim Nhã, coi như là chúng ta đổ sông đổ biển hết toàn bộ những công sức. Rất là vừa luôn. Trời ơi. Cảm ơn chị. Wow. Ngon không? Ngon. Ngon. Tuyệt vời. Không còn lần nào để đã đến món
rất là lạ này. Chúng ta sẽ trả khẩu vị của mình về con số 0 để chung nhau thưởng thức món ăn này đến từ bạn Tấn Ngà. Ngà ơi, bạn đặt tên món ăn là gì ạ? Dạ thì ngày hôm nay khi nhận được hai món nguyên liệu là thịt với tôm trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao nên em sẽ quyết định nấu món thịt tôm sốt mặt ong. Nhưng mà phần thịt và phần tôm này mình chế biến ra sao ạ? Nướng, chiên, xào hay như nào? Thì mình chỉ tao với dầu cho nó chín từ từ và mình để lửa vừa vừa. À mình cứ rim nhẹ. Chính xác. Thịt heo đối với em là một cái món ăn quá quen thuộc rồi. Nghĩa là từ xưa giờ em ăn được rất nhiều người nấu rồi. Thành ra là em có một cái điểm rất khó về thịt heo. Heo, đúng rồi. Rồi chúng ta nếm thử nào. Thử đi nào. Đây nè, bây giờ em phải thử. À ha. Ô, phần tôm này bạn đã lột vỏ rồi đúng không ạ? Chỉ để lại dạ, đầu và đuôi thôi. Sao hương vị sao? Độ lửa hơi lố một chút xíu. À vậy thành ra dẫn đến một cái vị đắng nhẹ. Dạ, phải không ta? Để thử thôi. Dạ. Không nhưng mà ý là nếu mà giảm độ lửa thêm một chút xíu nữa thì là nó sẽ đẹp mắt hơn và ngọt của mật ong á, độ ngon của mật ong sẽ ngon hơn. À, ý ngon là... hơn, và anh lại thích cái vị này. Ngon quá. Qua món ăn này tại sao bạn lựa chọn cái công thức chế biến này? Quê em ở vùng biển, ngày nhỏ là mẹ cứ mua cá mỗi ngày, ăn cá riết rất là ngán. Nên là mỗi khi mà má mà mua thịt nè, mua tôm về mà nấu ăn là cực kỳ khoái. Nhưng mà mỗi lần má mua thịt về thì má hay ướp với mật ong để nướng hoặc là để ram như thế này. Thì đó là lý do mà em chọn cái món này. Vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức cả hai món ăn. Cả hai món đều có những lợi thế của riêng mình. Đúng. Nhưng rồi, món này mới lạ, món này là một kỷ niệm rất đẹp về mẹ. Đúng rồi, tại vì bên đây màu sắc nè rồi. Cũng xanh đó. Ngọt. Thì bên đây cũng xanh đó. Luôn. Nhưng quan trọng, chọn con tim hay chọn lý trí đây, quyết định đi em. Chọn con tim hay là ngã lý trí. Chọn cơ anh hay chọn cơ say biệt ly. Như vậy em quyết định của em là? Quyết định của em. Quyết định của em là em chọn món này. Là món gỏi. Yeah. Kiểu như là cái này mình ăn quen rồi, mình dễ cảm nhận được hơn và mình dễ du di cho nó hơn. Đối với những cái lạ mà em ăn mà bị dội ngược một cái liền là em có ấn tượng xấu. Nhưng may thay cái món này lạ và em ăn vô rất ngon. Người anh đã chiến thắng, chúc mừng Vĩnh. Và người hai vòng chính là bây giờ mới thắng vòng cuối nè. Chia sẻ niềm vui với nhau nào. Cảm ơn chị. Món này ngon đó. Chẳng qua là người anh là lạ hơn mà thôi. Tại vì này lạ. Đây, phần thưởng xin mời Kim Nhã sẽ trao tặng cho người vị nhất ngày hôm nay. Chúc mừng Hoàng Vĩnh với 5 triệu đồng. Wow. Yeah. Là anh em với nhau thì 5 triệu này có chia hay là hưởng mình? Dạ không, phần ai nấy hưởng cho anh. Wow. Mời anh em ạ. Để hôm nay ta nhận ra đắng cay huynh đệ tướng ta. Anh là em dạ đúng rồi, anh Hoàng quá đúng luôn. Em đang tính nói câu hơn đó là hai anh em nên về có gì chia nhau cũng được. Tự nhiên nói câu đó xong tự nhiên em bị buồn ngang. Không, đó là gia đình của người ta. Ok. Mỗi nhà mỗi cảnh mà. Ok. Và cảm xúc như nào Vĩnh ha? Dạ bây giờ em rất là vui vì bản thân của mình á làm ra được một món mà được hai anh chị công nhận á, nó hạnh phúc lắm. Bên cạnh đó Ngà ngày hôm nay cũng rất là xuất sắc. Dạ. Cảm xúc như nào khi về nhì ạ? Về nhì cũng là người về chót đúng không ạ? Hôm nay rất là vui khi được tham gia chương trình cùng với chị Kim Nhã. Dạ thì em rất là cảm ơn anh Hoàng Rapper cũng như là ban tổ chức đã mời em tham gia chương trình này. Cảm ơn bạn và cảm ơn Kim Nhã rất là nhiều. Ngày hôm nay em cũng đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện vui về gia đình, về ẩm thực, về khẩu vị của mình. Và chúc cho Kim Nhã sẽ luôn hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn hai bạn. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh H47. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.